Chào các bạn, mình là Kim B, makeup artist. Còn anh? Anh là Bình. Hiện tại là chuyên viên tư vấn cho nhãn hàng Clinique. Anh đến từ Clinique. Đúng rồi. Hay. Em có rất là nhiều câu hỏi để hỏi anh ngày hôm nay. Thì đây là Moisture Search của Clinique. Đúng không anh? Đúng rồi Kim B. Em chỉ biết vậy thôi, nhưng mà nó là cái gì? Thì hiện tại thì anh muốn giới thiệu với Kim B, đây là sản phẩm Moisture Search của nhãn hàng Clinique. Đồng thời là một cái sản phẩm chuyên về cái tính năng dưỡng ẩm, có thể duy trì độ ẩm được 72 giờ. Nó rất là good về cái khả năng dưỡng ẩm của nó. Và đặc biệt đối với chuyên gia trang điểm giống như em, khi mà chọn cái sản phẩm này để chúng ta dùng trước khi mà make up, nó là perfect, hoàn hảo luôn. Vậy? Ủa nhưng mà nó hoàn hảo kiểu gì? Vì cái cơ chế của nó là cấp nước cho da. Thì dạ, đối với những người mà quan tâm với vấn đề mà trang điểm để giữ cái lớp nền nó tốt hơn thì khi mà chúng ta make up có độ ẩm cho da thì cái lớp make up của chúng ta nó sẽ hoàn hảo hơn. Em đang dùng cái này của Clinique. Nhưng mà em không biết là nó khác nhau như thế nào. Tại vì thật ra trước giờ em biết cái kem vàng này rất là nổi tiếng của Clinique. Thực sự cái sản phẩm kem vàng của Clinique này nó cũng là một sản phẩm định, thì nó sẽ thiên về các khả năng lui hàng rào dưỡng ẩm. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta quan tâm về việc cấp nước thì cái lựa chọn của chúng ta sẽ chọn Moisture Search, tại vì hai cái này nó vẫn có thể là kết hợp sử dụng kèm với nhau để nó tạo nên cái hiệu quả là dưỡng ẩm tốt nhất cho làn da của mình. Là có nghĩa là thường là những cái sản phẩm giống như em nhìn vô cái sản phẩm Moisture Search em thấy nó là 72 giờ. Thì theo anh, theo chuyên viên tư vấn bên anh thì khi mà em sử dụng cái sản phẩm Moisture Search này thì độ ẩm ở trên da của chúng ta nó sẽ được duy trì trong suốt 72 giờ. Thì sau đó chúng ta sử dụng ngày và đêm chẳng hạn thì nó sẽ bổ sung nhiều cái độ ẩm hơn cho da thôi. Thì nó duy trì cái độ ẩm đó, thì cái làn da chúng ta khi mà đủ ẩm thì nó sẽ khỏe mạnh hơn. Em thấy nó rất là kiểu mịn, và em xài nhiều dòng của Clinique á, và em thấy nó không có mùi. Đúng rồi. Nó cũng không có gọi là mùi hương liệu quá nhiều á. Đúng rồi. Thì đó là một cái điều mà em rất thích ở Clinique. Đúng rồi. Cái sản phẩm này á, giá bao nhiêu? Hiện tại giá hiện hành của sản phẩm Moisture Search là 1.350.000. 1.350.000. Có khuyến mãi không? Tất nhiên là có rồi. Hiện tại bây giờ nếu như mà từ ngày 1 tháng 11 tới ngày 10 tháng 11 á, em chỉ cần đặt cọc từ ngày 1 tháng 11 á thì trước 10% của sản phẩm này thôi, vào tới ngày 11 tháng 11 em thanh toán nó phần còn lại á, thì khi mà mua sản phẩm này em sẽ nhận được 3 cái size mini. Mỗi mini là 15 ml, là có nghĩa là em mua 50 em được 45 ml. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó nha, là em thanh toán vào ngày 11 tháng 11 em sẽ còn nhận thêm một phần quà nữa, mà phần quà rất là trị giá luôn. Nhưng mà còn một cái tip này nữa anh muốn chia sẻ riêng cho em á, là tại vì em á, là nếu như em click vào đường link riêng của anh thì em sẽ được ưu đãi giảm giá thêm 10% nữa. Vậy là tổng cộng là em được giảm bao nhiêu phần trăm? Tính ra là khi mà em mua này tặng 45 ml là coi như là mua 1 tặng 1, và đồng thời giảm thêm 10% vào đường link của anh là coi như là giảm hơn 50% rồi, gần như 60% rồi. Khuyến mãi ngon. Chắc chắn nhiều bạn ở đây họ cũng hơi gọi là confused về cách sử dụng kem dưỡng ẩm như thế nào là đúng cách nhất. Anh có thể chia sẻ với tụi em được không ạ? Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm dưỡng ẩm này, chúng ta có thể cho nó là bước cuối cùng khóa ẩm. Chúng ta có thể sử dụng cả ngày và đêm luôn. Sau khi em rửa mặt xong, em toner rồi bắt đầu em dưỡng ẩm. Thì em đang sử dụng kem vàng, nhưng bây giờ em có thể bỏ kem vàng qua một bên, rồi em sử dụng Moisture Search, sau đó em sử dụng kem lót, rồi foundation, rồi powder, bắt đầu những lớp makeup sau đó. Anh thấy như vậy em đã làm đúng chưa? Nếu như mà chưa có sự xuất hiện của Moisture Search thì những cái bước như vậy của em là đúng. Nhưng nếu như bây giờ em chọn thêm sản phẩm Moisture Search thì sau cái sản phẩm kem vàng em nên apply thêm Moisture Search thêm. Tại vì giống như anh chia sẻ thì khi mà em kết hợp cả hai sản phẩm thì cái hiệu quả nó đem lại cho làn da của em nó rất là perfect, nó rất là hoàn hảo luôn. Và tin chắc rằng đối với một chuyên viên trang điểm như em khi mà sử dụng sự kết hợp như vậy thì cái đem lại cho em một cái làn da nó cấp hoàn hảo rất là đẹp. Ý anh da em bây giờ chưa hoàn hảo hả anh? Thì mình sẽ hoàn hảo anh hơn. Anh đừng nói gì thêm nữa. Bây giờ thôi đủ rồi, em hiểu về cái kem dưỡng ẩm này rồi. Ok. Em cảm ơn anh. Chào anh. Anh đi đâu vậy? Em đi về. Nhưng mà không sao, hiện tại nãy giờ Bình và Kim Bi cũng đã chia sẻ thêm về những tính năng cũng như công dụng của sản phẩm Moisture Search. Thì đối với những bạn nào quan tâm về sản phẩm dưỡng ẩm của Moisture Search thì có thể click vào đường link của mình chia sẻ dưới đây để nhận được những siêu ưu đãi của Lazada từ ngày 1 tới ngày 11 tháng 11. Nhưng mà đừng quên hãy click vào đường link riêng của Bình để nhận thêm ưu đãi 10% nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ quan tâm và follow những đoạn video tiếp theo của Bình để có thể nhận được thêm những ưu đãi khủng nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.